Chào bạn, nhớ đến Quỳnh Anh xin về đứa trẻ cho ai cũng bị ấn tượng bởi style của bạn ấy. Tuy mình là con trai nhưng cũng bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài dễ thương và gu ăn mặc của Quỳnh Anh xin. Là con trai chắc ai cũng bị say nắng bởi vẻ đẹp của bạn ấy, chắc không trừ mình. Đổi chút thôi, bây giờ mình quay về chủ đề chính nhé. Tên thật của Quỳnh Anh xin là Phi Quỳnh Anh, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1996, sinh ra tại Hà Nội. Quỳnh Anh xin là một trong những hot girl đình đám nhất ở Hà Thành và thời điểm hiện tại. Quỳnh Anh là gương mặt nổi bật trong hot girl thế hệ mới của Hà Nội. Cô là xuất hiện với mật độ khá dày trên các báo tin và mạng xã hội. Ngoài vẻ hồn nhiên và trong sáng, không chỉ sở hữu gương mặt baby, thành tích học tập đáng lẻ, cô là hot girl sinh năm 96 của Quỳnh Anh còn có một phong cách thời trang sành điệu nhưng rất nữ tính. Khác với những cô nàng tuổi teen khác trong 2015, Quỳnh Anh xin chọn gu thời trang chịu sự ảnh hưởng của phong cách village. Cô thường chọn cho mình những trang phục có gam màu pastel nhẹ nhàng nhưng nữ tính. Set đồ bao gồm chân váy denim, áo thun, blazer kẹo nhỏ kết hợp cùng giày bánh mì giúp cô nàng thật trẻ trung và nhẹ nhàng. Cô thường chọn cho mình những trang phục có gam màu pastel nhẹ nhàng và nữ tính. Quỳnh Anh xin chiếm cảm tình của fan bằng phong cách mang đậm dấu ấn hoa cổ điển và ngoại cổ. Đến khoảng năm 2016, sau nhiều năm gắn bó với phong cách village, Quỳnh Anh xin đã có cuộc lột xác ngoạn mục với style baby. Trong trang phục những nữ sinh mang đậm hơi thở của thập niên 90, cô nàng trở nên vô cùng duyên dáng và nữ tính, sở hữu gương mặt thanh tú cùng gu thời trang cực cá tính đấy. Quỳnh Anh là một trong số ít những hot girl Hà Thành nhận được sự mến mộ và theo dõi đông đảo của giới trẻ. Bao năm qua, khá thành công khi gây dựng được cho mình một phong cách hoàn toàn riêng biệt. Công chúng không còn quá lẫm với hình ảnh quen thuộc của làng những bộ cánh cổ điển dịu dàng, nền nã. Tuy nhiên, trong nửa năm gần đây, style của nữ diễn viên năm Made Online đã có sự chuyển biến bất ngờ. Không còn mê mẩn những thiết kế mang đậm hơi hướng village, Quỳnh Anh xin đã chuyển sang làm bạn với Style Baby, một phong cách học đường mới lạ mang tính ứng dụng cao, là sự kết hợp lên làm lên nền tổng thể mang tính cổ điển, vừa trẻ trung vừa sành điệu. Quỳnh Anh xin đã thổi hồn vào phong cách này một sự độc đáo và bằng cách mix và match cực tinh tế, đa dạng với nhiều phụ kiện khác nhau. Chuyển từ phong cách village sang baby, thời gian đầu công chúng còn bỡ ngỡ với hình ảnh mới lạ đó, song thực tế đã chứng minh sự lựa chọn này của Quỳnh Anh xin là hoàn toàn đúng, bởi cô nàng không chỉ thêm vào sổ tay của mình một lượng niche fan cực kỳ lớn mà còn khẳng định được đẳng cấp street style khó bị hạ gục trong giới hot teen. Nắm bắt được thế mạnh và hạn chế của bản thân, luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi những xu hướng mới, tư duy thẩm mỹ cùng sự sáng tạo phong cách phối đồ, Quỳnh Anh xin xứng đáng với danh hiệu nữ vàng baby. Hiện nay cô là một gương mặt sáng nổi bật quảng cáo và thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, các mạng xã hội về thời trang, về mỹ phẩm với tần suất dày đặc. Ngoài khả năng mix đồ và độc đáo phá cách song song, Quỳnh Anh còn có những thành tích học tập đáng nể. Cô là học sinh trường 9A12 trường trung học cơ sở Giảng Võ với thành tích học tập đáng nể, như là 9A giỏi, học sinh giỏi, giải nhì tin học trẻ không chuyên quận Hoàn Kiếm năm 2007, giải nhì tin học trẻ không chuyên thành phố Hà Nội năm 2007, giải ba tin học trẻ không chuyên toàn quốc năm 2007, làm mẫu cho một số báo giấy mạng và là một diễn viên của 5Made Online hiện nay. Không ít các shop thời trang và bạn trẻ rất thích sao chép phong cách của thời trang Quỳnh Anh. Cô được cho là luôn mặc đẹp và khi ở nhà, trang phục của Quỳnh Anh xin luôn có tông màu nhã nhặn, mang hơi hướng ngoài cổ nhưng không kém về nội thời. Cách phối đồ của Quỳnh Anh xin luôn khiến các cô gái trẻ tâm đắc, nhiều shop thời trang cũng học hỏi theo cách của cô gái này. Bên cạnh đó, cô cũng là diễn viên tham gia bộ phim sitcom ăn khách nhất, là bộ phim mang tên 5Made Online thời gian vừa qua. Ok, mình chỉ tóm tắt đôi chút, các bạn có thể bấm vào kênh Takoda để theo dõi thêm
và nhiều thành viên trong 5S Online. Cảm ơn các bạn, chào.